Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh, tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban tổ chức cuộc thi cùng các tác giả và nhóm tác giả đã tích cực tham gia và đạt giải tại cuộc thi. Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh được phát động từ tháng 5 năm 2023, đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của những người làm báo và những văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Cuộc thi đã thu hút được 1.253 tác phẩm, trong đó có 1.032 tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật và 221 tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí. Trong đó nhiều tác phẩm có nội dung tốt, đề tài có tính phát hiện, tính tổng kết khái quát cao, có sự đầu tư công phu, thể hiện tình cảm sâu sắc và niềm tin, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, sự đồng thuận trong xã hội, sự phấn khởi, niềm tin và khát vọng đối với sự phát triển của Quảng Ninh ở một tầm cao mới. Thông qua các tác phẩm dự thi đã làm nổi bật giá trị của tỉnh Quảng Ninh, thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, kinh tế phát triển, hành chính minh bạch, xã hội văn minh, nhân dân hạnh phúc. Khi mà thực hiện bộ phim Quảng Ninh biên niên sử truyền hình ấy, thì chúng tôi cũng rất là nỗ lực để có thể có được một cái tác phẩm truyền hình mà nó vừa giàu hàm lượng thông tin và vừa có thể truyền tải được cái quá trình phát triển của tỉnh Quảng Ninh không chỉ qua 60 năm mà là còn là cả một cái hành trình phía trước nữa. Và tôi mong muốn là cái tác phẩm này nó sẽ như là một cái món quà rất là ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, cũng như là sẽ có một cái sức lan tỏa để cho tất cả mọi người có thêm cái niềm tự hào, có thêm cái sự hiểu biết và tình yêu dành cho quê hương Quảng Ninh của mình. Chắc chắn rằng sau cuộc thi này thì Bùi Tuấn Ngọc sẽ còn cố gắng hơn nữa, trau dồi, chịu khó học hỏi hơn để có thể nâng cao chất lượng của tất cả các tác phẩm sáng tác của mình cũng như là trong chuyên môn thanh nhạc. Mong rằng là với những bài hát của mình, với những sản phẩm nhạc của mình có thể cống thật nhiều cho quê hương Quảng Ninh, để những du khách đã đến Quảng Ninh rồi, nghe những bài hát này rồi đã yêu Quảng Ninh, còn thêm yêu Quảng Ninh nhiều hơn nữa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh có tính chất hết sức đặc biệt. Là cuộc thi văn học nghệ thuật báo chí đầu tiên được tổ chức ở quy mô cao nhất đối với cấp tỉnh, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo, quan tâm sát sao trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Đây cũng là dấu ấn đậm nét, là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự tri ân đối với đội ngũ ban giám khảo đã bằng sự công tâm, khách quan, đánh giá chính xác, nâng cao chất lượng và góp phần tạo nên thành công của cuộc thi, cũng như là những văn nghệ sĩ, những nhà báo đã bằng tình yêu nghề nghiệp, sự tâm huyết và tình yêu với vùng đất, con người Quảng Ninh, dành sự quan tâm đem đến cuộc thi số lượng các tác phẩm dự thi cao nhất, nhiều nhất tại tất cả các thể loại từ trước đến nay, để lại những dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn học nghệ thuật báo chí của vùng mỏ. Nhiều tác phẩm trong đó cũng sẽ không chỉ dừng lại ở cuộc thi mà sẽ đi vào cuộc sống công chúng, qua thời gian sẽ càng minh chứng được giá trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong suốt quá trình hình thành và phát triển của tỉnh, văn hóa Quảng Ninh là sự hội tụ và thống nhất trong đa dạng của văn minh sông Hồng, là sự kết hợp đặc sắc của các vùng miền văn hóa, định hình nên được những giá trị riêng có của con người Quảng Ninh, cốt lõi nhất là tinh thần kỷ luật và đồng tâm của những người thợ mỏ, cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm nên bản sắc văn hóa của người dân Quảng Ninh với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, đồng tâm, tự lực, tự cường, vượt khó, là yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công trong 60 năm xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong giai đoạn 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh năm 2011. Đến nay đã định hình Quảng Ninh với hệ giá trị, thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, nhân dân hạnh phúc, hun đúc nên phẩm chất con người Quảng Ninh, bản lĩnh tự cường, kỳ cương, đoàn kết, nghĩa tình, hào sảng, sáng tạo, văn minh đã và đang trở thành sức mạnh, nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh và bền vững địa phương. Đây là nguồn cảm hứng quan trọng để nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, nhà báo gạo cội của Quảng Ninh và cả nước sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí ấn tượng đặc sắc nhất. Với đích đến cuối cùng là người dân được hưởng cuộc sống ngày càng ấm no, bình yên, hạnh phúc, Quảng Ninh trở thành một tỉnh kiểu mẫu văn minh, giàu đẹp. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ ban hành một nghị quyết mới nhằm phát huy sức mạnh văn hóa con người Quảng Ninh, đặt đúng tầm sự phát triển văn hóa con người song song với phát triển kinh tế. Sự thành công của cuộc thi là khởi đầu tốt đẹp để thường niên sẽ duy trì những hoạt động sáng tác, các cuộc thi ở các cấp độ khác nhau, chăm lo đúng mức đến việc phát triển lĩnh vực văn học nghệ thuật báo chí, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa gắn liền với du lịch dịch vụ, đưa du lịch dịch vụ ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp từ vốn hóa các giá trị tài nguyên văn hóa con người Quảng Ninh, hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn sẽ tiếp tục có sự đồng hành của các cơ quan văn học nghệ thuật trung ương, các nhà văn, nghệ sĩ, người làm báo trên khắp mọi miền Tổ quốc
dành cho mảnh đất và con người Quảng Ninh, và sự phát triển không ngừng của Quảng Ninh sẽ mang tới những cảm hứng sáng tạo, để từ đó những văn nghệ sĩ, người làm báo sẽ lao động sáng tạo, có những sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật lớn, tầm cỡ đến công chúng. Sau quá trình chấm giải công tâm và khách quan, ban tổ chức đã lựa chọn 85 tác phẩm xuất sắc nhất để xếp giải và trao giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả. Lĩnh vực báo chí, ban tổ chức trao giải cho 44 tác phẩm, trong đó báo in 9 tác phẩm gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích. Phát thanh có 9 tác phẩm gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Truyền hình có 10 tác phẩm gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Báo điện tử có 10 tác phẩm gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Ảnh báo chí có 6 tác phẩm gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, trao giải cho 41 tác phẩm của 41 tác giả và tặng giấy khen cho 2 tác giả. Trong đó văn học có 11 tác phẩm gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích. Âm nhạc có 10 tác phẩm gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Nhiếp ảnh có 9 tác phẩm gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích. Mỹ thuật gồm có 7 tác phẩm gồm 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích. Sân khấu có 4 tác phẩm gồm 1 giải nhất, 3 giải khuyến khích. Những tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi sẽ được giới thiệu tới đông đảo công chúng và người dân và du khách đến với Quảng Ninh, từ đó lan tỏa hình ảnh về một vùng đất nơi có thiên nhiên tươi đẹp, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, nhân dân hạnh phúc.